Xin chào các bạn. Thì trong đợt trước mình đã có làm một cái video để giới thiệu về các cái mẫu phụ kiện âm thanh của thương hiệu SS Sound. Khá là đầy đủ. Có chân loa, chân micro, dây loa, dây mic, dây tín hiệu, rắc các loại, rắc nông, rắc speed công, rắc 6 ly, loại thẳng hoặc là loại chữ L, rắc bồng sen, rắc 3.5 vân vân. Nói chung là đầy đủ tất cả các mẫu của SS Sound. Hàng nhập khẩu chính hãng thì hàng bên mình bán thì các bạn biết rồi, toàn bộ đều nhập khẩu chính ngạch, có COCQ, hóa đơn đầy đủ. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu thêm một số mẫu phụ kiện nữa. Thì đây là cái phụ kiện của hãng Neutrik. Thì bên mình cũng bán hàng Neutrik này khá là lâu rồi. Bán kèm với các cái dây của Klose của Đức. Thì Neutrik thì các bạn biết rồi, một trong những cái thương hiệu bán, thương hiệu sản xuất rất hàng đầu thế giới, rất là nổi tiếng. Thì hàng này chính hãng sản xuất tại Liechtenstein. Liechtenstein là một cái đất nước nhỏ nằm bên cạnh Đức. Nhiều bạn cũng hay lầm là cái rắc Neutrik này nó sản xuất tại Đức, nhưng thật ra là không phải. Cái Liechtenstein này nó nằm sát bên Đức thôi, không phải của Đức đâu. Thì thường các cái dòng rắc Neutrik này nó sẽ được bán kèm với một cái thương hiệu dây nào đó. Thì những công ty nó nhập dây về thì nó nhập luôn cái rắc Neutrik này, chứ ít có những cái công ty đủ lớn để nó nhập trực tiếp cái rắc Neutrik này. Nó chỉ bán rắc Neutrik không. Thì ở Việt Nam cũng khá là nhiều cái công ty, các cái công ty bán nhập rắc Neutrik này về. Thì bên Hoàng Tùng mình là một trong số đó. Thì bên mình nhập dây Klose, một trong những cái dây, thương hiệu dây hàng đầu thế giới. Thì mình cũng rắc Neutrik này, thì bên mình cũng nhập trực tiếp, nhập từ Klose về luôn, nhập trực tiếp từ Đức về, hàng chính hãng, có COCQ, hóa đơn đầy đủ. Thì ở đây nó có một số cái các cái mẫu thông dụng. Thì ví dụ như là đây là có mẫu Canon Đực này, NC3MXX, made in Liechtenstein. Cái này nó có số seri và cái made in nó nằm ở đây. Là rắc chính hãng của Neutrik. Thì mình sẽ để giá của từng loại ở dưới cái phần chú thích bên dưới, thì các bạn có thể tham khảo, cũng như là cái link website. Đây là rắc Canon cái NC3FXX, cũng Liechtenstein luôn. Thì cái tên này nhiều người không biết thì hơi khó đọc. Thì lúc trước mình cũng không đọc được cái tên này đâu. Thì trong một cái đợt đi hội chợ triển lãm âm thanh ở Frankfurt, triển lãm Proline Sound ở Frankfurt, thì mình có nghe một cái anh đọc, mình nhớ tới bây giờ. Rắc Canon cái hàng chính hãng. Đây là rắc loa, rắc speed công. Thì dòng này là dòng 4 chân này. 4 chân. Thì cái dòng 2 chân thì nó sẽ rẻ hơn. NL4FX. Thì cái dòng, mấy cái dòng Neutrik này thì bên mình chủ yếu cũng làm công trình thôi, giá nó cũng cao hơn cái rắc bình thường khá là nhiều, do đó bán lẻ cũng ít, chủ yếu là làm công trình và bỏ cho các đại lý. Đây là rắc 6 ly mono NB2X.
tất cả đều là hàng chính hãng. Thì đây là những số một số cái mẫu rắc của Newchick thông dụng. Thì mình còn có nhập cả cái mẫu stereo nữa, NB3X và cái loại Bali loại 3.5 chữ L đó, NTB3RC mà hiện tại thì đang hết hàng. Thì mình không có quay được. Thì đây là bốn cái mẫu chúng ta hay dùng nhất. Rắc cả năm được cái, rắc loa và rắc 6 ly. Hàng nhập khẩu trực tiếp từ Đức về. Tất cả đều có mã. Hàng bên mình đều có hóa đơn và COCQ đầy đủ. Ok, thì bên cạnh rắc Newchick thì bên mình cũng bán các cái mẫu dây của Cloud nhập khẩu từ Đức. Nếu mà các bạn lấy số lượng thì sẽ có một cái mức giá khá là tốt. Mình cũng hay bỏ cho các cái đại lý rất là nhiều. Thì ngoài các cái mẫu rắc Newchick chính hãng, những cái mẫu rắc cao cấp này thì bên mình còn có nhiều cái dòng rắc phổ thông hơn, giá mềm hơn như là SS Sao hay là Sao King vân vân. Thì các bạn có nhu cầu về các cái sản phẩm này thì có thể tham khảo thêm cái đường link ở bên dưới, mình có để cả giá để các bạn có thể tham khảo được giá của từng loại. Thì với phụ kiện âm thanh thì các bạn biết rồi, nếu các bạn lấy nhiều thì nó sẽ có một mức giá tốt hơn. Tất cả đều được nhập khẩu trực tiếp từ Đức, từ Cloth về Newchick. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video, vui lòng nhấn like và đăng ký ủng hộ kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Cảm ơn các bạn.